với tình yêu quê hương đất nước. Chàng trai Trương Văn Bộ sinh năm 1998 tại làng Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đã say mê thu nhỏ lại các kiến trúc xưa cũ của Việt Nam qua mô hình tiểu cảnh. Khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa, ngay từ khi chỉ mới 7 tuổi, Bộ đã bắt đầu nhận thấy niềm say mê của mình, muốn tự tay thu nhỏ những công trình như ngôi đình, ngôi chùa, nhà cổ, mang nét đặc trưng kiến trúc của Việt Nam. Khoảng thời gian bắt đầu ấy thì nó là một thú chơi của một đứa trẻ thôi, hồi đấy là lên 7, lên 8 thôi. Thì mình có một niềm thích thú với những cái chút xi măng hay là những cái tí cát gì đấy. Thì vô tình tình cờ thì mình cũng là nghịch ngợm để xây lên những cái công trình nhỏ nhỏ như một thú chơi của một đứa trẻ con. Thì lớn sau lớn dần lên ấy, thì mình phát hiện được ra là mình yêu thích những cái công trình cổ xưa như là đình chùa này hay là những cái ngôi nhà cổ Nam Giang Bắc Bộ. Thì mình đã đặt câu hỏi trong đầu là tại sao mình không thu nhỏ những cái công trình đi về tại cái khu vườn của mình để mình thỏa cái niềm đam mê của mình, hơn nữa là để ngắm hàng ngày cho mọi người xung quanh khu vực mình sinh sống biết được những cái công trình như thế. Những mô hình tiểu cảnh về đình, chùa được Bộ lấy cảm hứng từ những kiến trúc đặc trưng riêng từ thời Lý, thời Nguyễn, với những chi tiết vô cùng độc đáo. Về nhà ở dân gian, Bộ thường mô phỏng những ngôi nhà cổ Bắc Bộ có tuổi đời cách đây hàng trăm năm, với nhà năm gian, có khu bếp, khu chăn nuôi riêng và chiếc cổng dẫn vào nhà quen thuộc. Việc thu nhỏ những cái công trình to về công trình mini nó gặp rất là khó, bởi vì là mình phải tuân thủ đủ đúng tỷ lệ để làm sao mà khi mình nhỏ rồi nhưng mà làm sao mà để cho nó khi mình nhìn vào nó sẽ được những cái công trình to thật ngoài đời. Đấy là cái khó khăn rất là lớn bởi phần tỷ lệ. Hơn nữa là mình là một người trẻ thì cái việc mô phỏng những công trình văn hóa đó nó mình chưa biết nhiều, thì mình lại phải tìm hiểu những cái sách báo cũng như là hỏi những cái người biết được những công trình đấy đã từng sống ở tại cái thời đấy để mình thu thập thêm tư liệu để mình làm. Mỗi tác phẩm là một hành trình chàng trai 9X tìm về lịch sử, cội nguồn, như ngược dòng về những năm tháng xưa cũ. Bộ luôn cố gắng để tái hiện những chi tiết thật nhất, đúng nhất với bản mẫu và giữ được trọn vẹn hồn cốt của công trình thực ngoài đời trong từng tiểu cảnh. Trung bình mình làm một sản phẩm thì nó mất vào khoảng từ 2 tuần cho đến 1 tháng. Thì nó có gồm 5 công đoạn chính. Đó là công đoạn thứ nhất, đó là mình lên tưởng và thiết kế. Thứ hai là mình đi vào thi công, là mình sẽ có những bước như làm móng này, dựng vách lên này. Bước thứ ba đó là hoàn thiện dàn ngói và sơn. Bước thứ tư là trồng cây và tạo thêm những cái con người đồ vật vào trong cái tiểu cảnh của mình. Còn bước thứ năm là bước chăm sóc để chăm sóc cho một cái tiểu cảnh nó phát triển và lên rêu. Đấy là 5 bước cơ bản chủ yếu. Trên con đường làm tiểu cảnh, Bộ luôn hướng đến khai thác các di sản văn hóa, các kiến trúc cổ xưa của Việt Nam. Bởi với chàng trai 9X, di sản văn hóa Việt Nam rất lớn và đồ sộ. Bên cạnh đó, Bộ mong muốn tạo ra một cộng đồng người chơi, người làm tiểu cảnh. Không những chỉ làm tiểu cảnh đơn thuần, mà qua tiểu cảnh, mọi người sẽ biết đến văn hóa, lịch sử, kiến trúc của các công trình Việt Nam nhiều hơn.